Các bạn ạ, mình nghĩ là rất nhiều mẹ cũng đã trải qua cái việc mà em bé ngủ nằm nghiêng rồi đúng không ạ? Không chỉ nghiêng đâu mà còn cong ấy, cả người cong người như một con tôm, hoặc là cổ thì ưỡn lên, dướn lên về phía trước ạ. Mami Baby, app thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh, ứng dụng được vinh hạnh lựa chọn bởi Google for Startup. Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo, đồng sáng lập ứng dụng thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh Mami Baby. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Video nói về việc em bé khi ngủ nằm nghiêng có sao không và làm thế nào để em bé nằm thẳng. Rất là nhiều các cái tư thế ngủ vừa buồn cười nhưng mà vừa đáng yêu của các em bé. Và có một số mẹ thì thắc mắc là con em toàn ngủ nghiêng không chịu nằm ngửa thì không biết là con có bị làm sao không ạ? Và chúng ta là mẹ lần đầu thì rất là nhiều những nỗi lo lắng đúng không ạ? Và nhiều mẹ nghĩ là con nằm nghiêng có thể là con có vấn đề gì đấy về vận động hoặc là về việc phát triển thần kinh. Nhưng mà không sao đâu các bạn ạ, em bé nằm nghiêng là một việc vô cùng bình thường. Nếu như mà bạn nào mà đã từng tìm hiểu về việc luyện ngủ cho con ấy thì các bạn sẽ thấy có một cái kỹ thuật đó là vỗ khi con nằm nghiêng, tức là khi mà em bé bị khó nối giấc, khó vào giấc, chúng ta cho em nằm nghiêng tại cũi rồi vỗ vỗ vỗ. Tại sao lại là nằm nghiêng ạ? Bởi vì nằm nghiêng là một tư thế ngủ mà các em bé vô cùng yêu thích. Nằm nghiêng và nằm sấp là tư thế giúp cho các em ngủ ngon. Tuy nhiên thì có một điều đó là mặt trái của việc nằm sấp cũng như nằm nghiêng đó là con dễ bị ngạt. Đặc biệt là nếu như mà con đang từ nằm nghiêng mà con sấp xuống, úp mặt xuống các bạn ạ, thì dễ là con bị ngạt. Chính vì thế mà cách xử lý ở đây đó là bạn để ý khi mà em bé nằm nghiêng và em bé đã ngủ sâu rồi, bạn nhẹ nhàng từ từ ngửa con ra. Và khi mà bạn ngửa con ra, bạn có thể là hỗ trợ con bằng cách là bạn tiếp tục vỗ 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 một lúc nữa để cho con ngủ sâu một chút thì mình mới dừng lại. Các bạn lưu ý đó là khi mà con nằm nghiêng thì các bạn con nằm nghiêng và con ngủ động nhé, tức là con ngủ chưa sâu thì các bạn đừng vội lật con ra, bởi vì bạn lật con ra rất dễ là lúc đấy em bé sẽ òa khóc lên và lại nằm nghiêng. Thế cho nên khi mà con nằm nghiêng ấy, mình đừng vội lật, mình cứ bình tĩnh, mình từ từ, mình chờ, mình vỗ một lúc để cho con ngủ sâu đã rồi mình mới nhẹ nhàng ngửa con trở lại. Có một số mẹ thì hỏi là con em rất là hay nằm nghiêng, thế thì có cách nào để con đừng nằm nghiêng nữa không ạ? Không có cách nào để con đừng nằm nghiêng nữa các bạn ạ, bởi vì đây là một phản xạ hoàn toàn tự nhiên của các em bé. Bạn tưởng tượng là người lớn chúng ta nếu mà mình nằm ngủ mà mình nằm thẳng từ đầu đến cuối không nhúc nhích, không nằm nghiêng thì mình cũng rất là khó chịu đúng không ạ? Đôi khi chúng ta cũng muốn nằm nghiêng để cảm thấy thoải mái hơn, và các em bé thì cũng vậy, các em bé thậm chí còn thích nằm nghiêng hơn cả người lớn ấy ạ. Nên là đây là một cái phản xạ hoàn toàn bình thường, hoàn toàn là tự nhiên thôi, không có gì là nguy hiểm cả, nên sẽ không có cách nào để mà giúp cho các em bé hoàn toàn nằm thẳng không nằm nghiêng cả. Một câu hỏi nữa mà các mẹ hay gửi đó là em có thể dùng gối chặn, chặn ở hai bên để cho con đừng nghiêng nữa được không ạ? Không các bạn nhé. Thứ nhất là các em bé, đặc biệt là những em bé từ 3 tháng tuổi trở ra là con sẽ đẩy bay gối luôn. Bạn chặn con vẫn đẩy bay gối. Cái thứ hai là bạn chặn gối là nguy hiểm, bởi vì em bé mà nằm nghiêng úp mặt vào gối là dễ ngạt lắm các bạn ạ. Thế cho nên là chúng ta không cần thiết là phải chặn gối để cho con không nằm nghiêng. Tiếp nữa đó là các bạn lưu ý một cái điều, đó là khi mà em bé ngủ thì chúng ta không cần dùng chăn gối ở trong cũi của con các bạn nhé, bởi vì là con có thể nằm nghiêng, có thể nằm sấp, và chúng ta đặc biệt là giấc đêm ấy, chúng ta không thể nào đảm bảo là mình luôn luôn theo dõi cái cũi của con đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải ngủ nên có những khi con nghiêng hoặc là con sấp mà mình không biết, thế thì cái việc để chăn hoặc là để gối ở trong cũi của con là rất dễ làm tăng nguy cơ là em bé bị ngạt. Và vì thế nên là tốt hơn hết là chúng ta cho em bé mặc các loại kén hoặc là nhộng hoặc là túi ngủ các bạn ạ, và chúng ta không cần chăn gối cho con. Để một cái cũi thông thoáng thì đồng nghĩa với việc là con nằm nghiêng ấy, con cũng không có cái gì chặn ở trước mặt mình cả và em bé sẽ được an toàn. Còn các bạn ạ, nếu như mà với mẹ nào mà chúng ta vẫn muốn sử dụng chăn cho con thì các bạn lưu ý là chúng ta chỉ nên sử dụng chăn ở trong giấc ngày thôi, bởi vì là giấc ngày của con thì dài tối đa 2 tiếng, nó rất là ngắn và rất là sáng, thế thì mình có thể dễ dàng mình quan sát được con. Và nếu mà bạn dùng chăn cho con thì lưu ý là chỉ dùng chăn lưới, những cái chăn mà nó có lỗ 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 lỗ, nó rất là thoáng khí thông khí các bạn ạ, thì nó sẽ an toàn cho em bé. Còn đối với giấc đêm ạ, một giấc ngủ dài, bố mẹ cũng ngủ vào trong một cái không gian rất là tối như thế, thì tốt hơn hết là chúng ta nên sử dụng các loại túi ngủ an toàn cho con, không sử dụng chăn và cũng không sử dụng gối cho các em bé ạ. Và với các em bé sơ sinh trong giấc ngủ thì các bạn lưu ý đó là em bé của các bạn cũng không cần thiết là phải đội mũ hay là che thóp trong khi mà con ngủ đâu ạ. Tất cả những cái việc đội mũ hay là che thóp cũng làm tăng nguy cơ bị ngạt ở các em bé. Đó chính là một số những cái chia sẻ cơ bản về việc em bé nằm nghiêng thì có sao không. Em bé nằm nghiêng thì không sao cả các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần đảm bảo an toàn cho con mà thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video sau nói về giấc ngủ của các em bé. Nếu như bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đừng quên hãy nhấn subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau nhé. Tạm biệt các bạn.